Là địa phương đầu tiên có nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa và tiên phong triển khai phát triển văn hóa, thành phố Hà Nội mới đây đã thông qua các cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ. Trong đó, thủ đô sẽ bố trí 15.100 tỷ đồng đầu tư cho văn hóa trong giai đoạn 2021-2025. Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam đã đóng góp gần 8 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế đất nước, chiếm 3,61% GDP của năm 2018, mang lại việc làm cho hơn 3 triệu lao động